Xin chào các bậc phụ huynh cùng các con của cháu bé trường mầm non Thủy Lôi. Rất vui khi lại được đồng hành cùng các bậc phụ huynh trong hoạt động dạy trẻ tại nhà ngày hôm nay. Thưa các bậc phụ huynh, trong tuần này các con sẽ được tìm hiểu về ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam. Các bậc phụ huynh có thể cho con xem một số bài hát, bài thơ về cô giáo, một số hình ảnh về ngày 20 tháng 11 để các con hiểu rõ hơn về ngày lễ này. Và trong video này, tôi xin đưa ra một số gợi ý giúp các bậc phụ huynh dạy con đọc bài thơ Cô giáo của con của tác giả Hà Quang. Trước khi đọc bài thơ, bố mẹ có thể hát cho con nghe một số bài hát như bài hát Cô bà mẹ, bài hát Cô giáo để tạo cho trẻ sự thích thú cũng như một tâm thế thoải mái trước khi đọc bài thơ. Đầu tiên, bố mẹ hãy giới thiệu cho con tên bài thơ, tên tác giả. Ví dụ như hôm nay mẹ sẽ đọc cho con nghe bài thơ Cô giáo của con của tác giả Hà Quang nhé. Bài thơ này nói về các cô giáo của con ở lớp đấy. Khi các con đến lớp được cô giáo chăm sóc, dạy dỗ. Khi nào con được đi học, được đến trường, con phải ngoan ngoãn vâng lời cô giáo nhé. Sau đó, bố mẹ hãy đọc cho con nghe bài thơ 2 đến 3 lần. Chú ý khi đọc thơ, bố mẹ hãy biểu cảm, dùng cử chỉ hiệu cụ để thể hiện bài thơ. Các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn con đọc bài thơ này như sau. Cô giáo của con, mỗi khi vào lớp, cô cười thật tươi, say sưa giảng bài. Bạn nào hay nghịch, cô chẳng thích đâu. Bạn nào chăm ngoan, cô yêu lắm đấy. Cần như hạt muối, đẹp như hoa rừng. Cô giáo của con ai mà chẳng quý. Cô giáo của con, mỗi khi vào lớp, cô cười thật tươi, say sưa giảng bài. Bạn nào hay nghịch, cô chẳng thích đâu. Bạn nào chăm ngoan, cô yêu lắm đấy. Cần như hạt muối, đẹp như hoa rừng. Cô giáo của con ai mà chẳng quý. Để giúp các con hiểu rõ hơn về bài thơ, phụ huynh hãy đặt một số câu hỏi liên quan đến nội dung bài thơ để bé trả lời như: con vừa được nghe bài thơ gì? Bài thơ nói về ai? Khi vào lớp, cô cười như thế nào nhỉ? Sau mỗi câu hỏi, phụ huynh hãy đọc trích dẫn câu thơ để trẻ nhớ. Và cuối cùng, các bậc phụ huynh hãy đọc bài thơ cùng con nhiều lần, đọc từ đầu đến hết bài thơ. Bố mẹ hãy dạy trẻ đọc thơ mọi lúc, mọi nơi, thường xuyên khen ngợi động viên trẻ. Trên đây là một số gợi ý giúp phụ huynh dạy trẻ đọc bài thơ Cô giáo của con. Với cách hướng dẫn như trên, phụ huynh có thể sử dụng để dạy trẻ những bài thơ khác. Khi trẻ đọc thơ, bố mẹ hãy quay video để gửi vào Zalo nhóm lớp cho cô và các bạn cùng xem nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!